các bạn lại là Jenny đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một cái tiệm store Christmas decoration bự nhất và lớn nhất ở nước Mỹ, và chỉ có độc quyền một cái store này có, đó ở là Forward. Và bây giờ hãy cùng theo chân mình đi vào Wonderland nha. Ở đây có rất là nhiều cái theme nha các bạn, theme màu hồng, theme màu xanh, theme màu đỏ, theme màu trắng. Bây giờ là mình đang ở bên theme màu xanh dương. Này dễ rẻ các bạn, cái khoảng 15 đồng mà. Tiếng Noel á, các bạn vô đây các bạn không muốn về luôn nha. At Home hay là những cái khác là không bằng một cái store ở đây, nó chuyên về Noel. Các bạn nhìn có mấy ông Noel nè, rất là nhiều Noel luôn, đủ loại Noel luôn các bạn. Cứ mỗi cái là có mỗi cái chim khác nhau. Các bạn nhìn nè, rất là đẹp, các bạn vô đây là mê mẩn không muốn về luôn. Ôi, muốn cái gì trong, muốn cái gì để trang trí ở nhà thì vô đây. Cái vô đây có tất cả các loại các ông Noel luôn. Đấy, bự to nhỏ, có cả bà Noel nữa nè. Còn ở phía bên này á, thì giống như bán theo kiểu Thanksgiving. Bên này thì theo bên Thanksgiving. Chỉ có một góc nhỏ là dành cho Thanksgiving, giống như là qua mùa rồi á, thì người ta sẽ sell off ở trong này nha. Bên này là bán theo Kevin, hay những cái gì sale off season là ở trong này. Thì người ta for and Halloween decor này đó. Cũng có cả con nhện Halloween off mùa. Thì người ta bán off mùa. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi xuống lửa thông nha. Có nguyên một cái rừng thông ở dưới này nha. Đây này đó, mấy cái thiên sứ này có. Thiên sứ đồng dạng chứ. Bên này má, đây là con gà nó em. Đây là khu tất cả các loại tóc nha các bạn. À, đây là con gà.
bên này có nhiều loại đất lắm. Này còn mấy cái vòng garden để các bạn có thể mua về tự trang trí nha. Còn đây là table runner dành cho Noel. Nói chung là tất cả những gì về trang trí đều có ở đây hết. Tất cả những cái loại này đã có luôn nha. Bên này là cây thông nha, cái cây nhỏ xíu còn 80 đồng ấy. Rất là đông luôn các bạn, tại vì mình đi hôm thứ bảy sau lễ cho nên rất là đông. Ở đây là rừng thông, và các bạn lựa thông, bạn muốn lựa thông nào cũng có hết. Đấy. Cây này là 800. Cây này là 800 đô gồm 7 feet rưỡi. Thường là 1.500 mà bây giờ còn 800. Gì vậy bạn? Anh bạn đây dẫn mọi người đi tham quan rừng thông ý. Ừ. Rẻ 13.99. 13.99. Đó là 2001 rồi, đó là 13.99. Các bạn đã thấy các bạn lạc vào Wonderland chưa? Này đúng hiệu là Wonderland luôn các bạn. Anh đi qua bên này anh. Hai thông đây, đủ loại thông, tất cả các loại thông. Các bạn cần là có nhân viên đứng liền cho các bạn. Ôi cha ơi, ở dưới này còn có gì nữa nè, ôi cha đẹp quá dạ. Oh my god. Đây, đây là tất cả loại thông, đủ loại thông luôn. Thông nào cũng nói luôn. Enormous. Thông trắng, thông gì cũng nói hết. Thông vừa, thông đèn sẵn luôn. Bây giờ là người ta làm đèn sẵn hết luôn. Cái tiệm này rất là bự nha các bạn. Bự lắm, mà làm đèn, làm đồ đẹp với quy mô lắm. Đây là cái lò sưởi. Đây này là cây thông trắng. Đây. Bên này có bắn đèn để gắn thông nha mọi người. Đó, họ gắn sẵn trên này cho các bạn xem sample luôn. Đi đâu vậy? Qua đây. Ở đây là rất rừng mà cũng làm đẹp quá nè. Hello người quen. Chúng mình đi coi, mình đã gặp người quen này các bạn. Các bạn thấy đông lắm, rất là đông nhưng mà làm rất là đẹp, đẹp rất là hoành tráng. Các bạn không mua cũng được nhưng mà các bạn phải vô đây để coi biết cái độ hoành tráng Noel ở đây họ như thế nào. Trang trí rất là nhiều kiểu, nhiều loại, từng khu section giống như khu kia là khu ribbon. À, có khu đèn riêng, khu ribbon riêng, khu thông riêng. Bây giờ mình sẽ vô một cái khu khác. À, cái này là bán về đèn, phải các bạn thấy xa xa không? Đây là khu bán về đèn và những cái thứ trang trí nhỏ nhỏ. Nãy giờ mình thấy cây thông rất là đẹp luôn, có nhiều loại, nhiều kiểu họ trang trí, công nhận phải nói là họ trang trí rất là đẹp. Bạn thấy cái đó dễ thương chưa? Các bạn ơi, treo cái ly luôn nè. Khu ha cũng là một cái ID hay, còn này là khúc. Bên tầm mình đi ra mất view rồi, mình đi quay cho các bạn chặt đó, mình không thấy bên tầm mình đâu luôn. In. Oh, I'm sorry. Oh, that's fine. Yeah, so that might be fun.
sao ở mỏm á. Trong này là bán quần chén. Mình sẽ đi xuống đây, ở đó nó có cái photo line gì đó mà mình không biết nè. Mình xuống đây rồi có cái gì không nha. Trong này là welcome, welcome. À, trong này cũng bán đồ luôn, các bạn có chia ra từng cái section nhỏ nhỏ. Mình sẽ đi xuống chỗ line này, đó mấy cái vòng cửa nè, đấy. This school holds in that, so big time. Uniform. Wow, rất là nhìn nè. Lining everywhere. DW Pro Light. À, nó càng nhẹ. Mình có thể trang trí được phía trước một cái mô hình, một cái phòng, cái mô phỏng lại cái căn nhà. Ở phía trước nữa các bạn có thể trang trí như thế nào, có cái ồ. Ở phía trên máy các bạn có mấy chục. Đấy. Trời ơi, Christmas everywhere luôn các bạn ha. Vô đây là thấy mùa season đã tới rồi. Lúc này là mình đi sâu thay nhân viên nha các bạn. Đây là bán cái đồ để gắn cho nhà. Cho phía trước nhà outdoor. Quấn cây, quấn đồ như thế nào. Các bạn coi còn chuyện trò hơn cả khi mà các bạn đi coi live show, đi coi mấy cái đèn mà người ta gắn để cho mình coi đèn khúc mệt rồi này nọ, bán vé. Ở đây là tất cả, coi xong mà thích cái nào lựa cái đó mua luôn. Vừa chỉ cho các bạn trang trí, vừa có bán, giá cả cũng ok, không đến nổi nha các bạn. Còn có ID cho các bạn về trang trí cho khu vườn nhà mình, căn nhà nhà mình đấy. Trang trí cái cửa nè, đấy, có mô phỏng cái cửa luôn. À, cái này là hết rồi, đến đây là mấy cái vòng ấy. Hàng nhiều người ta đông lắm các bạn ơi. Mình cho các bạn xem một vòng sau cuối nha. Đấy. Cái store này gọi là Christmas Decoration Store. Đấy, này là nằm ở Forward, Dallas, Texas nha các bạn. Mình đã dẫn các bạn đi hết cái store bự nhất, lớn nhất, decoration của nước Mỹ rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho mình nhé. Nếu các bạn có thời gian hay có dịp ghé thăm Dallas vào cái mùa cái mệt này thì hãy ghé store này nha. Các bạn không mua gì cũng được, đi vào coi để lấy idea, ý tưởng để về mà trang trí cho nhà của mình. Cảm ơn và nhớ like và subscribe nhé.